chấm chấm nấu với cá trê, ai đến Lục Tỉnh thì mê không về. Bắt đầu. Rồi, thiếu nằm bên đầu đó rồi. Đặt tao. Rồi, đặt tao. Em đi đây. Đây là những món gọi là đặc sản theo mùa nước nổi của miền Tây anh Hoàng ha. Đúng rồi. Ngày xưa những cái bông điên điển như những cái bông súng cái đó không ăn. Sau này người ta ăn nó trở thành một thương hiệu của miền Tây luôn. Quá tuyệt vời. Cái món cuối cùng khi mà chiếu á thì là em thấy tiếc xíu tại vì là em biết ăn mắm. À, phải tập ăn từ bây giờ. Con người Việt Nam mà không biết mắm thì đi chỗ khác ở. Bây giờ sẽ là trò chơi vô cùng đơn giản. Điền vào ô trống những nguyên liệu có mặt tại đây. Ví dụ, anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Trường Giang sẽ đọc là nhớ canh chấm chấm, nhớ chấm chấm dầm tương. Các bạn phải lấy hai nguyên liệu đó là rau muống và cà mang về đội của mình và đọc hoàn chỉnh câu đó là chiến thắng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Dạ sẵn sàng. Mẹ mong gả thiếp về vườn, ăn chấm chấm luộc dưa hường nấu canh. Bắt đầu. Cái gì luộc? Cái luộc bóng mới luộc được. 5 giờ tay đi. 4 Không gì ta. Lấy không 3 Lấy đi. Bông bí. Rồi. Và bây giờ sẽ điền vào ô trống nhé. Mẹ mong gả thiếp về vườn, ăn bông bí luộc vườn nấu canh. Như vậy là kiến thức rộng quá. Đoán mò cũng trúng. Câu thứ hai. Thân em như chấm chấm gai, ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Điền vào ổ trống. Thân em như củ ấu gai, ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Chính xác. Muốn ăn chấm chấm mắm kho thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Bắt đầu. Kìa mắm kho vậy. Cái gì đó. Cảm ơn. Nghe lạc lạc rồi đó. Rau đắng kho hả? Cảm ơn hai đội đã chọn rau đắng. Chúng ta sẽ điền vào ổ trống. Muốn ăn rau đắng mắm kho thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Sai. Con gì đúng sao? Trời ơi là trời, clip người ta chiếu rõ ràng là mắm kho ăn với bông súng mà đi lấy rau đắng. Khoan, ông Hoàng, cái đội bên kia dùng cái thân hình hộ pháp ông kia ngăn chặn nha. Nói chung đội nào cũng có chiến thuật. Ê, đúng không? Chiến thuật nha. Câu này mà không biết thì thôi luôn. Dùng nghe. Thân em như cây chấm chấm, ngoài tươi trong héo, giữa sầu tương tư. Bắt đầu. Sầu đâu ngoài tươi trong héo, giữa sầu tương tư. Chính xác. Em trả lại nè. Còn một câu nữa. Nếu đội bạn trả lời được câu này, tỷ số tiếp tục hòa. Nếu anh trả lời được câu này, anh thắng. Hiển nhiên, không lẽ nhìn miệng nữa sao? Chẳng lẽ vậy chứ, em liều mạng luôn nè. Canh chua chấm chấm cá linh, ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon. Rõ ràng là Lâm Vinh Hải đã chọn trước. Canh chua điên điển cá linh, ăn chỉ một mình thì chẳng biết ngon. Chính xác. Trời ơi, mình chơi việc kiến thức mà hai đội rần quá. Nóng giận nữa chứ. Chúng tôi tha thiết yêu cầu hai bên trật tự và giữ gìn phong cách. Ok. Chấm chấm nấu với cá trê, ai đến Lục Tỉnh thì mê không về. Bắt đầu. Rồi, thiếu nằm bên đầu đó rồi. Đặt tao. Rồi, đặt tao. Em đi lấy chồng về nơi xưa xa. Nghỉ đi. Như vậy là hai đội không có sự lựa chọn. Bây giờ là câu trả lời. Rau đắng nấu với cá trê, ai đến Lục Tỉnh thì mê không về. Và bây giờ là câu hỏi phụ. Có hai đáp án để lựa chọn. Đội nào biết trước, giơ tay trả lời. Chấm chấm mà lại làm chua, ăn với cá rán chẳng thua món nào. A.
kèo nèo. B, Bạc Hà bắt đầu. Ê, ê, ê. Một cái quỳ. Kèo nèo. Đáp án đó chính là kèo nèo chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ ăn món đầu tiên là món gỏi đi. Cô có chặt với lại lá sầu đâu. Đi em được nhìn thiên hạ xung quanh em. Lá sầu đâu ăn rất là ngon nha. Cái này là chấm mắm me. Ồ, nổi da gà chua. Cái cá ngon, giòn. Cái lá sầu đâu á nó nhẫn nhẫn, ăn tuyệt vời luôn á. Cái món này á là những món vô cùng đơn giản của người dân miền Tây, nhưng mà đi vào lòng người. Ăn lá sầu đâu vô hải, ăn vậy là sai. Nó ngon lắm chứ phải đơn giản đâu. Những người không ăn không bao giờ hiểu được cái sự tinh tí trong món ăn này. Ăn nó thấy một cái mùi cá sặc rất là ngon. Đúng. Thơm, rất là đặc vị mà cá sặc. Vị đắng đắng. Đúng rồi. Cái lá sầu đâu đắng đắng. Đắng đắng nhẫn nhẫn mà cảm giác. Kiểu nó hai cái đó đối lập mà nó đối hòa quyện được. Cái đó là cái hai cái món ăn này. Không nhờ nhảy thôi mà cũng biết ăn nữa. Trong cái món này nó tinh tí ở chỗ là nó nhiều vị. Vị ngọt của thịt, của cá, vị cay của ớt, vị đắng của lá sầu đâu là cái vị đặc biệt. Có xoài nữa. Cái đồ ăn miền Tây thì thôi. Nó đắng, nó đắng. Đỉnh của các loại lá là lá sầu đâu. Biết ăn nó mới ngon. Ngoài cái vị đắng nó xong mà một hồi mình nhai nó có vị ngọt ở trong miệng. Nó hậu á, cái hậu á. Nên mà cái ngọt bùi mà người ta chứng kiến mình đau lòng. Cảm giác đau như bị mồ đá vậy ha. Cái ngọt hậu, cái ngọt hậu á. À, sống cho có hậu nha. Bông điên điển mà xào với tép. Ôi. Cái lùa. Bông. Ngày xưa em bán sữa đậu nành. Chấm miếng tương ớt. Ngày xưa em là chiếc xe màu xanh. Ôi chiếc xe ngày xưa đó. Bán sữa đậu nành. Ông Hoàng sao ông Hoàng? Rồi mai đây cũng bán sữa đậu nành. Nghe cho cái tiếng nó ngọt cái đường chảy. Cái tép nó ngọt. Bông điện nó vừa chín tới. Ngon, đơn giản. Ê, không. Hửi. Ủa chung hửi không ngờ nữa. Chung ăn với một chấm hửi hả? Nguyên cái dĩa này 15.000 bông điện, 2.000 giá, 2.000 hạ. Tép cái chỗ quán bán 11.000. Còn chỗ mắt bán 13.000. Ba ngàn mua nửa lạng thôi, có mấy con tép mà, tiệt. Mời các bạn ơi. Anh trai á, anh trai á, anh trai. Trai ơi. Anh trai ơi, tụi em cục thời gian anh. Vị rất là ngon anh. Bông giòn. Bông giòn đúng không? Nó vừa chín tới nè, nó không bị chiều. Bán thơm nữa. Thơm thiệt không, cho em miếng thử coi. Bán đứng đồng đội em ơi. Em ăn rất nhiều cái loại rau rồi. Mà đây nó giòn, nó ngọt, mà nó thanh nữa. Bây giờ mình ăn cái món mắc tiền nhất. Sau 24 tiếng đồng hồ, lửa nhỏ, trên bếp ga, 3 bình ga trị giá 1.500.000. Chúng ta đã mang về được. Anh gấp lên cho khán giả về. Dạ, cho em thấy dù anh gấp trên cao cam này nè. Dạ, đó, em lo, cái đó em lo. Dạ. Ồ, nó rụt. Nó rụt rồi, nó rụt rồi. Trời ơi. Xương nè. Xương mà nó rụt luôn vậy đó hả? Múc miếng nước nè. Thở với gian tình là gì? Đau lòng quá, không ăn món này đừng sống trên đời nữa. Rồi, miếng ớt nè anh, miếng ớt nữa. Kéo vô, kéo vô. Miếng ớt nữa. Trời ơi.